Photomask là chúng ta sẽ ghép nhiều tấm ảnh thành một cái tấm ảnh panorama, tấm ảnh cái toàn cảnh hay là tấm ảnh khổ rộng. Để mà làm được cái điều này thì trước tiên là chúng ta cần phải có những cái bức ảnh mà chụp rời đã. Đó. Ví dụ như là cái khuôn khổ của ống kính của chúng ta thì nó sẽ chỉ chụp được một cái phạm vi nhất định ở nó thôi. Nhưng nếu chúng ta đang muốn là chụp một cái bức ảnh mà nó khổ rộng thì chúng ta có thể là đặt chân đề máy ảnh, sau đó là chúng ta quay dần cái góc máy ảnh, chúng ta chụp vài pô khác nhau, mỗi cái tấm ảnh đó là nó chụp một góc ở trong một cái trường rất là rộng. Đấy, thế thì sau khi mà chúng ta chụp như thế thì cần phải có một cái công cụ mà hỗ trợ chúng ta để làm sao chúng ta có thể ghép được những cái tấm ảnh đó vào thành một cái tấm ảnh hoàn chỉnh. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Để thực hiện thì chúng ta sẽ vào lệnh như sau. Các bạn vào menu file. Trong menu file thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh automate. Trong automate này các bạn tìm tới cho tôi phần lệnh cuối cùng, đó là Photomask. Bấm vào Photomask nó sẽ mở ra cho các bạn một cái hộp thoại như sau. Ở trong này thì các bạn sẽ thấy là hộp thoại có tên là Automask, Photomask. Nó có một số các cái tùy chọn, ví dụ như phần layout nó có các tùy chọn là Auto, Perspective, Cylindrical, Spherical, Collage, Reposition, v.v. Thì các bạn có thể chọn một trong các cái kiểu mà ghép của nó. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi ở cái phần sort file. Thì các bạn có thể là sổ danh sách này ra, chọn một trong hai kiểu, hoặc là file hoặc là folder. Nếu là folder thì các bạn chỉ cho người ta biết là cái folder đó là folder nào chứa những cái ảnh đó. Còn nếu chọn file thì các bạn chọn browse và các bạn chỉ cho chương trình biết là lấy những cái ảnh nào. Trong ví dụ này thì tôi lấy ba cái bức ảnh. Ba bức ảnh này là ba bức ảnh mà chụp cùng một cái cảnh, nhưng mà nó mỗi bức thì nó lại chụp một góc lệch nhau đi một chút để tạo ra một cái khung cảnh nó rộng hơn. Thế và sau khi mà chúng ta đã chọn được những cái ảnh mà cần thiết rồi thì các bạn có thể là chọn một số các cái tùy chọn ở phía dưới này. Đấy. Ví dụ như là blend image together, tức là mỗi một góc ảnh thì nó sẽ có những cái sự khác biệt nhất định về màu sắc hoặc là về các cái yếu tố sáng tối vân vân. Và khi mà chúng ta ghép chồng các bức ảnh lên nhau thì cần phải có một cái sự xử lý làm sao để cho nó ăn vào nhau, cho nó thuận lợi, nó không thấy dấu vết. Đấy, còn là vignette remover này, geometric distortion correction, hay là content away film transparent art. Tất cả những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta sau khi mà xử lý thì nó sẽ tự động chỉnh lý những cái phần mà méo, những cái phần mà thiếu điểm ảnh vân vân, nó sẽ xử lý giúp chúng ta. Đây, xem một cái tùy chọn đơn giản nhất là blend image together, nhấp ok và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lần lượt nó sẽ mở các bức ảnh, sau đó thì nó sẽ tính toán, nó chồng xếp các bức ảnh này vào với nhau theo thứ tự và nó sẽ ghép cho chúng ta trở thành một cái bức ảnh mà nó có một cái khung cảnh nó rất là rộng. Ở đây thì các bạn nếu mà mở thêm cái cửa sổ layer thì các bạn sẽ nhận thấy là mỗi một cái bức hình này nó đã được tính toán co kéo để làm sao chồng các cái phần mà trùng lặp ở trong các bức ảnh chồng khít vào được với nhau, và nó có những cái thao tác gọi là tính toán để biến đổi perspective làm sao cho nó những cái sự khác biệt về mặt kích thước và vị trí nó được hóa giải. Thế sau khi mà chúng ta làm đến đây rồi thì chúng ta thấy rằng là nó đã phải làm biến dạng này rồi, nó phải tạo mặt nạ để nó che một số phần để làm sao cho ghép vào từ ba bức ảnh rời như thế này nó sẽ trở thành một cái gì đó nó rất là ăn khớp. Đấy. Bây giờ chúng ta cũng có thể là xem tiếp nếu mà chúng ta đánh dấu những cái lựa chọn khác thì nó ra làm sao nhé. Photomask.
Ví dụ như là tôi chọn các bức ảnh như vừa nãy này, vẫn ba cái đó này. Chẳng hạn chúng ta chọn thêm một số cái vignette remove vào này, xem nó tạo thêm cho chúng ta hay ho thêm và thêm bớt cái gì. Về cơ bản cũng vẫn không có khác mấy so với cái thằng kia, khác được một chút thì các bạn nhìn thấy là ở trong cái phần mặt nạ này thì nó làm nó cũng sẽ không không hoàn toàn giống như mặt nạ của lần trước, nó mềm mại hơn, nó chi tiết hơn so với mặt nạ trước. Nào chúng ta lại kiểm tra tiếp trường hợp tiếp theo nữa, đánh dấu thêm một cái nữa thì nó ra cái gì, nó hơn thua cái gì nhá. Đây, hình như này, Geometric Distortion Correction. Đây, bức hình này thì nó phối hơi khác một chút, nó theo cái kiểu xi lanh, tức là các cái phối cạnh nó sẽ làm cong, nó sẽ làm cong bức hình đi để nó ghép các cái thành phần vào nhau, chứ không phải là bóp theo kiểu perspective mà chúng ta thấy trước đó nữa. Thế mà đây, bây giờ chúng ta kiểm tra nốt lần cuối cùng cái tùy chọn. Container way. Này, thì các bạn thấy rằng là nó đã xử lý cho chúng ta tương đối là hoàn hảo, tức là sau khi ghép này làm biến dạng các cái bức ảnh để làm sao cho các cái phần tử của ảnh nọ chồng khít chồng ghép được vào với ảnh kia, nó còn xử lý giúp ta là những cái phần ảnh mà do biến dạng, do co kéo mà nó trống nó thiếu chi tiết, thì nó tạo ra các cái vùng chọn và nó đã sử dụng cái lệnh tô mà chúng ta đã từng biết, đó là cái container way này, để nó lợi dụng những cái điểm ảnh xung quanh nó tô và nó bù để cho chúng ta có thể tạo ra một cái bức ảnh mà nó vuông vắn đầy đủ chi tiết. Đấy, thế thì với cái cách làm như thế này thì thay vì việc là với một cái máy ảnh bình thường chúng ta chỉ chụp được một cái khung cảnh tương đối là hẹp, thì bây giờ chúng ta có thể là xoay cái ống kính máy ảnh đi, chúng ta chụp nhiều bức liên tiếp nhau để tạo ra một cái khung hình rộng hơn, và sau đó thì sử dụng cái sự trợ giúp của cái tiện ích auto merge này để chúng ta có thể là ghép nó vào trở thành một bức ảnh toàn cảnh với cái khung cảnh rộng, cái tầm quan sát nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với lại một bức ảnh đơn mà chúng ta chụp. Thế thì các bạn biết cái này rồi thì bây giờ hoàn toàn có thể chụp những cái bức ảnh nó tương đối thoải mái về cái chiều ngang. Đấy. Miễn là mình cảm thấy thích là mình có thể đi vào với mình chụp được rồi, không còn phải bó hẹp ở trong một khung hình nhất định nữa. Cái ảnh này thì có tạo điều kiện